chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. XT10 độ siêu ngầu với mặt nạ phong cách H2 của Baker Hà Nội. Và chiếc XT10 độ kiển đầy của Baker Hà Nội đã cho người xem một cảm giác thú vị và ấn tượng với mặt nạ hầm hố phong cách của người đàn anh Kawanizak 2, kết hợp cùng vài món đồ chơi làm cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn. XT10 độ siêu ngầu với phong cách H2 của Baker Hà Nội. Yamaha XT10 không còn lạ gì với cộng đồng chơi xe trong những năm trở đây. Dòng xe này cũng là thế hệ sau để khai tử người anh em quá cố là XT105. Từ lúc trình làng đến nay, dòng xe này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe trong ngoài nước. Khí dầu bốc dáng hầm hố đậm chất thao cùng với phân khúc 110cc mạnh mẽ. Chưa dừng lại ở vẻ đẹp nguyên thủy khi các tài độ xe có cảm hứng với con chiến mã này. Kể đó các bản độ dần dần được ra đời từ nhẹ nhàng đến hố theo phong cách mọi người. Và chiếc XT10 độ kiển này có bất cơ Hà Nội cũng tương tự như vậy. Nhìn tổng thể ta thấy được bộ cánh nó bật với cái bộ cánh nhiều màu sắc. Phần yên được độ lại với kiểu dáng 2 tầng cho dáng ngọn thao hơn. Che trước cũng được độ lại hầm hố hòa huyện cùng với mâm ISO được sơn đấu hai màu trắng đỏ để nó bật. Đĩa trước đến hiệu của Abido. Chó đèn cũng được độ lại led gương cầu bên trong. Mặt nạ là món đồ chơi hút nhất trên cái chiếc xe này vì nó được độ lại là cực kỳ công phu với kiểu dáng tựa như con quái thú Koski H2R và đèn led chờ sáng L4 được tích hợp ở giữa mặt nạ. Góc ảnh này chúng ta thấy được chủ xe đã trang bị ở phần bánh lái trước hệ thống ups down. Hai phía cũng được trang bị rất nhiều đồ chơi kiểu móc bắt như ốp đốc xin xì, mang cá xin xì, số gãy Abido, đĩa tải xin xì, ánh vàng rất nổi bật cùng với sợi sên. Lớp Michelin được sử dụng cho bánh lái trước và sau. Thương hiệu này sẽ cho người lái một cảm giác bấm đường tuyệt vời và an toàn hơn. Bờ mông thì khoe trọn vẹn như là người anh em phân khối lớn khi chủ xe gỡ bỏ hoàn toàn ở phần đuôi nguyên thủy và biển số được ốp gập. Một tác phẩm là khá hầm hố và kỳ công. XT10 độ dàn chân đầy cơ bắp với gắp NSA của Baker Việt. Và chiếc XT10 độ kiển đầy của Baker Việt đã có màn lột xác nhẹ nhàng đầy ấn tượng với dàn chân cứng cáp thừa hưởng từ người đàn anh NSA, kết hợp cùng vài món đồ chơi kiển làm cho chiếc xe nó bật hơn rất nhiều. XT10 là người anh em của chiếc XT105 và từ lúc ra mắt dòng xe này được cộng đồng chơi xe đón nhận một cách mạnh mẽ như người anh em của mình. Số bốc dáng góc cạnh hầm hố thể thao cùng với phân khúc 110cc để lại ấn tượng sâu sắc cho những người tiêu dùng. Chưa dừng lại với đẹp nguyên thủy khi các tài độ xe quan tâm tới. Theo thời gian bản độ dần dần được ra đời và chiếc XT10 độ kiển đầy dẫn chứng cụ thể. Phần đầu nhẹ nhàng với cụm tay thắng của Rambo bình dầu rời. Bình dầu Bonamici CNC ánh vàng cực đẹp để ta thể thấy được cái bình dầu nguyên thủy đi cùng với cụm tay thắng. Cánh trái cũng tương tự với cụm tay con của Rambo, bao tay Spider cho độ êm ái hơn. Đồng hồ Casio của XT10 với cái nền LCD hiển thị các chức năng tiện ích như báo giờ đã bệnh vân. Chó đèn 2 tầng đến từ hệ của Subaru với độ ánh sáng cực cao. Chèn chân thì cứng cáp với cơ mâm NSA 110 để thắng được chiếc chà bạc ốc của Titanium cực đẹp, thích hợp cũng như Racing Boy. Và gấp NSA được cover đầy cứng cáp với thân hình hầm hố của chiếc XT10. Các chặt te của CNC Baker phối màu cũng cực kỳ hài hòa. Để cho cái độ nhúng êm ái hơn thì chú xe đã trang bị thêm phục Holden bình dầu rời. Ống xả đến từ hiệu của L9 cho âm thanh tê tái đều lực. Bờ mông thì to tùng khi được khoe trọn vẹn cái lớp Michelin. Phần đuôi trở nên thon gọn hơn cho phép biển số CNC cùng với signal multi. Cảm ơn bạn dẫn này đã trực tiếp nhớ like, share, subscribe.